mấy cái con nó không cho nó biểu diễn hả em? Không có cho nó biểu diễn hả? Đó là con nó có trở lại à. Trong khi mà gặp những cái biểu diễn chỉ đủ thời gian để nó xem chạy lõi sang ngầu luôn rồi. Bị lỗi rồi. Vô đúng rồi, vô. Mẹo nha, mẹo trái đi. Thấy chưa? Mô hình này thí canh hả? Ngô thì nhẹ em luôn. Rồi. Tự nhiên đi. Mô hình hay mặt trời đúng không? Dạ đúng. Hay mặt trời. Phải cho nó quay luôn mới hay, có quay được không? Mình quay nó quay bằng cơm. À quay bằng cơm đúng không? À. Hay. Ở đây là những mô hình giống như là mô phỏng những cái dạng năng lượng tái tạo trong đời sống mình, ví dụ như ở đây là mô hình là tái tạo năng lượng gió thành năng lượng điện. Thì cái động cơ ở đây nó sẽ là mô phỏng về cái cơn gió, cái gió của mình. Tức là gió thổi cái này quay thì nó tạo ra điện. Gió đây nó sẽ làm quay cái tua bin gió này và nó tạo ra dòng điện. Hoặc là đây, bên này nó sẽ là một cái mô hình về năng lượng mặt trời. Thì khi mà có sáng năng lượng mặt trời thì nó sẽ làm sáng cái đèn này. Và những cái mô hình khác mà bên em là dạy cho cấp tiểu học thì đây là cái mô hình xe hút đinh. Xe hút đinh. Và ứng dụng năng điện và năng điện. Đây là một cái hình, đây là cánh quạt thì nó sẽ là cái lực đẩy từ cánh quạt và nó sẽ là tạo lực đẩy ra, nó hoặc là cái lực đẩy về sau của cánh quạt để nó là di chuyển cái máy bay này. Hay. Cái mô hình khác là cái mô hình về đèn hả? Đèn bàn. Thì đây một cái hình cũng là học sinh, tất cả mô hình đây là học sinh nó học hết. Là mô hình đèn bàn thì học sinh có thể là học về cách sử dụng khoan, sử dụng sức bằng keo và tạo hình mô hình này. Tận dụng máy thải đúng không? Dạ. Tương tự như vậy thì nó sẽ là cái mô hình chế có xe gió. Đây là cái hình nhà kính thì học sinh có thể học về là những cái nguyên lý của nhà kính, giống như là thì nhà kính thì một số loại cây cối, những cái môi trường đặc biệt thì nó sinh trưởng phát triển. Thì nhà kính nó sẽ làm cái môi trường biệt lập so với môi trường bên ngoài. Một chỗ sâu bệnh nó tạo cái môi trường bên trong nhà kính để cho cây nó phát triển. Cái thiết bị ở đây là gọi là cái thiết bị lắp thiết, thì nó là cái máy đo đa chức năng. Như đây là tụi em đang bật là đo độ đúng không? Đo độ ẩm, đo cường độ âm, đo độ pH, đo cường độ ánh sáng, đo dòng điện. Cái này là tự làm hay là sao? Cái đây là bên em làm phân phối. Rồi, cảm ơn. Mình sử dụng là gọi là
John hả? Wow. Đây, cái này là của cấp 2 đúng không? Nguyễn Hiền. Dùng nguyên lý áp suất. Đâu, nó nghĩ là cái kia con, cái chỗ Nguyễn Hữu Thọ đó con. Cái chỗ Nguyễn Hữu Thọ đó con, sư phụ nè, à đây có thầy Dũng à, chuyên về đồ tái chế ghê trời. Đâu cho nó hoạt động thử các em. Đâu cái nào hoạt động cho nó. Đây là
máy sấy tay tự động. À, đưa tay vô để nó à. Sấy sấy. Chưa bật tắt nè. Đúng rồi. À, cảm ứng đúng không? À, đây là cảm biến ở ngoài, đây là cửa tự động. Đây. Khi mà chúng ta đưa đi tới, cửa mở ra, đi ra cửa đóng lại, đi tới. Là áp dụng cho mấy cái hiện đại bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Thì ở đây là máy bóc vỏ đậu phộng, cái này thì bóc vỏ đậu phộng. Dạ. Khi mà chúng ta bỏ đậu phộng vào đây á, nó sẽ tự đánh vỏ và đậu phộng sẽ được đưa ra ngoài này. Ồ, hay. Đây là motor cấp độ mô hình, thì nếu như mình chụp lớn hơn thì chúng ta đây, cái này rất là hay nè. Đây là hệ thống xoay theo hướng mặt trời. Đây là tấm pin năng lượng. À, tức là mặt trời nó xoay đâu đó, nó sẽ xoay theo đó. Thử đây. Mặt trời xoay qua đây. À, nó cảm ứng theo mặt trời. À. Mặt trời xoay đi đâu thì nó sẽ xoay theo đó. Rồi cái băng truyền này thì sao? Đây là băng tải trong công nghiệp. Đây. Rồi cái băng truyền. Tức là hỗ trợ công việc trong mấy cái xí nghiệp đúng không? Dạ đúng rồi. À. Hai pin rồi. Pin hơi yếu. Cái này hiện đại quá ha. Cái này hiện đại chắc phải chuẩn bị đồ nghề cho học sinh nó làm chứ đúng không? Dạ đây là học sinh tự làm đấy. À. Đây là học sinh cấp 2 tự làm. Đây. Cái này là mô hình học sinh làm á. Cái này cái gì? À, đây là máy ốc vỏ đậu phộng. Giống à giống này luôn không? Rồi, đúng không? Đây nữa là học sinh làm. Mấy cái này hầu như là học sinh sẽ tự cắt tay mà làm. Còn cái mặt bên trong thì mình sẽ hướng dẫn cho học sinh được. Rồi. Còn đây là màn che mưa tự động. Alo. Rồi đây khi mà chúng ta có nước vô thì nó sẽ bung màn lên. Và khi chúng ta nó khô lại thì sẽ được màn nó sẽ tắt đi trên miếng nước này. Và công tắc lên. Chứ bật tắt. Bật rồi hả? Chúng ta phải đưa nước vô thì nó mới lên. Đó, mày nó sẽ tự bung lên. Cho nước vô mày sẽ tự bung lên. Rồi khi mà nó khô á thì nó sẽ gặp mày xuống. À là để bảo vệ chống mưa á hả? Dạ đúng rồi. À. Cái này ví dụ như là mình phơi rửa trên sân thượng hay là quán cà phê thì khi mà trời tại mưa xuống là tự động nó sẽ che lại. À. Nó sẽ tự che lại mà mình không cần làm gì hết. Đây. Rồi các em vô đây anh sẽ biểu diễn một lần nữa các em xem ha. Rồi các bạn cứ xem đi, đúng rồi, nhìn nha. Rồi, ví dụ như đây là giọt mưa ha, rồi khi trời mưa xuống. Đó, nó sẽ che lại. Nó sẽ bung màn lên. Rồi khi mà hết mưa thì nó sẽ gập màn lại. Đó, gập màn lên. Rồi các em thấy chưa? Rồi, ví dụ như đây là trời nắng không, thì cảm biến này nó sẽ khô lại. Thì nó sẽ tự động mà gập màn. Đó, khi mà chúng ta nó cái này nó khô đi. Đây, đây anh có nước đúng không? Đưa vô thì nó sẽ lên và xuống nè. Rồi. Rồi cái em vào đây cái chúng ta trải nghiệm ha. Đây là máy sấy tay tự động. Các em có thể thấy ở trong cái nhà vệ sinh công cộng hay là nhà vệ sinh trong như vậy đúng không? Đây. Rồi khi cái em đưa vô thì nó sẽ tự động sấy này các bạn. Máy sấy khô tay đó đúng rồi đó. Cái bạn này rất là nhẹ nhưng mà nó mát nha. Đây là đưa vô thì cũng không sao hết ha. Rồi đây là cảm biến của nó, rồi cái em đưa vô làm cái liền nè. Đó, nó sẽ sấy đây các em. Đó. Đưa vô nó sẽ sấy đây. Đó. Đó, hai ông em. Rồi. Rồi đây là cánh tay đô bất trong công nghiệp. Các em có thể thử chơi, các em có thể cầm lên và điều khiển nó thôi. Cầm lên điều khiển thôi các em. Cầm lên rồi bấm nút. Nhưng các em cầm lên điều khiển bình thường đi. Các em điều khiển lúc đầu thì chưa quen nhưng mà lúc sau khi mà quen rồi các em có thể điều khiển nó được ha. Bye.
toán tư duy luôn. Dạ. Trường của mình luôn hả? Dạ đúng rồi. Đây là bên cái này dùng cảm ứng là tự động nó kéo ra đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy giờ mấy bé nó đụng vô đụng nhiều quá nó bị méo cái cánh cửa này không kéo. Ngoài ra thì nó có cảm biến cánh khác hả? Đây. Khi mà trời tối thì trường sẽ tự động mở đèn. À. Còn đây là cái đồng hồ sẽ báo là các tiết học. Trời tối tức là à rồi. Trời tối. Còn đây là cái máy che di động. Nó chạy coi. Dạ nhưng mà nó bị trục trặc rồi ạ. Thì nó có cảm biến mưa và cảm biến sáng. Mà trời mưa hoặc trời nắng gắt quá thì nó tự động kéo cái màn này. Đây nói chung là mưa với lại trời nắng gắt quá thì nó kéo vô. Cả trời mà có nắng bắt đầu nóng lên là nó sẽ tự động kéo vô. Hay hay. Dạ. Cái dùng cách cảm biến, còn đây là cảm biến phòng ngoại, khi mà phát hiện nhiệt độ hoặc là có vật cản thì nó tự động kéo ra. Dạ, nó kéo ra hết luôn á, nhưng mà tại vì bị cong rồi ạ. À. Mấy đứa bé bé nó đụng vô nên là nó bị cong cái con. Nó ngoái quá nó đụng vô hoài phải không? Là nó chơi nó đụng vô hoài luôn. À, hay nó bình thọ hả? Trời ơi. Ghê. Bộ trái lên bên này luôn hả? Ờ. Thấy. Giỏi luôn. Robot gì vậy hả? Dạ, robot Việt. Robot Việt. Mấy cái này học sinh sẽ làm được. Dạ, mấy học sinh làm hả? Cái này nè. Tới. Dạ. Từ sẽ làm. Hay.